Xin chào các bạn, trong video này, mình sẽ review cho các bạn top 7 serum dưỡng da uy tín giúp da căng mọng chống lão hóa. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là Serum Kins Vital Skin Strengthening Super Serum. Kins xuất phát điểm là một hiệu thuốc nhỏ tại đất nước Mỹ rộng lớn. Và sau hơn 160 năm thành lập và phát triển, Kins đã vươn mình và trở thành một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp được mọi người biết đến và cực kỳ tin dùng. Thành phần chính và công dụng: phức hợp các thảo dược Aceti Togen, dễ nhân sâm đỏ, hương nhu, quả ngũ vị tử, đây được xem như là những thần dược rất quý nổi tiếng với công dụng giúp tăng cường sức đề kháng cho da, trẻ hóa làn da cực kỳ hiệu quả. Hyaluronic acid HA là thành phần được sử dụng hầu hết trong mỹ phẩm với công dụng dưỡng ẩm sâu cho da. Chiết xuất đạm glycoprotein trong băng nam cực giúp da duy trì và bảo vệ được độ ẩm cần thiết ngay kể cả trong thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ thấp. Kết cấu của sản phẩm dạng gel không quá đặc cũng không quá lỏng, màu trắng đục. Thiết kế sản phẩm có thiết kế lọ thủy tinh màu đỏ trong suốt cực kỳ nổi bật cùng vòi bơm chắc chắn, có thể bảo quản sản phẩm một cách dễ dàng. Review chi tiết sản phẩm có thành phần silicone và cồn nên những bạn nào da nhạy cảm với hai thành phần trên thì nên lưu ý khi sử dụng. Xét về công dụng, khi sử dụng sản phẩm, những vết thâm mụn hay những vùng da đang bị tổn thương đều được phục hồi lại cực kỳ nhanh chỉ sau gần 2 tuần sử dụng. Ngoài ra, đối với những làn da dầu, sản phẩm còn có khả năng kiềm dầu tốt. Bên cạnh đó, đây còn là vị cứu tinh cho những làn da phải chịu căng thẳng, áp lực sau một ngày dài mệt mỏi bởi khả năng thấm sâu vào da, giúp da như đang được thư giãn tại spa vậy. Với giá thành hơn 1 triệu, sản phẩm thực sự là một vũ khí làm đẹp đáng để đầu tư của các chị em. Giá tham khảo 1.350.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ hai đó chính là Serum Bia Lanza Retinol Neuro. Bia Lanza nổi tiếng là một trong những hãng mỹ phẩm được ưa chuộng hàng đầu tại Ba Lan. Các dòng sản phẩm nổi bật của hãng hầu hết đều là những sản phẩm thiên về chống lão hóa, được chị em cực kỳ săn đón. Thành phần chính và công dụng: Retinol 3,5% có khả năng tái sinh làn da, tái tạo lại cấu trúc da từ đó làm chậm, ngăn chặn quá trình lão hóa như hình thành nếp nhăn, nám, vết chân chim, mang lại một làn da căng mọng, tràn đầy sức sống. Tocopherol, đây là một dạng của vitamin E đóng vai trò là một chất chống oxy hóa giúp trung hòa các tế bào gốc tự do ảnh hưởng đến quá trình sản sinh collagen, từ đó cải thiện tình trạng da lão hóa. Hydrolyzed collagen là một loại collagen thủy phân được phân tách ra nhỏ hơn các loại collagen thông thường nên da có thể dễ dàng hấp thụ được các dưỡng chất từ đó giúp hạn chế tình trạng da mất nước, da thiếu độ đàn hồi. Panzanol, đây còn được gọi với một cái tên thân thuộc khác đó là vitamin B5 và được sử dụng như một loại dưỡng ẩm giúp da luôn căng bóng, làm dịu những vùng da bị tổn thương. Sản phẩm có kết cấu là dạng gel khá lỏng, màu trắng đục, độ thấm vào da vừa phải, không quá nhanh. Thiết kế sản phẩm có thiết kế dạng chai thủy tinh trong suốt, cầm khá chắc tay. Đồng thời sản phẩm còn có vòi bơm cùng nắp đậy khá vệ sinh và dễ dàng lấy sản phẩm ra. Review chi tiết sản phẩm: khi thoa lên da, sản phẩm có mùi thơm khá dễ chịu, có hương liệu nên các bạn có làn da nhạy cảm thì nên cân nhắc. Sản phẩm không để lại cảm giác bết dính mà khá thoáng mát sau khi thấm vào da. Trong thời gian dài duy trì sử dụng, thực sự làn da đã được cải thiện một cách đáng kể như là những vết thâm được làm mờ khá nhanh, da được điều màu hơn, cảm thấy da được phục hồi từ sâu bên trong. Giá tham khảo 200.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ ba đó chính là Serum Kins Vital Skin Strengthening Super Serum. Kins xuất phát điểm là một hiệu thuốc nhỏ tại đất nước Mỹ rộng lớn. Và sau hơn 160 năm thành lập và phát triển, Kins đã vươn mình và trở thành một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp được mọi người biết đến và cực kỳ tin dùng. Thành phần chính và công dụng: phức hợp các thảo dược Aceti Togen, dễ nhân sâm đỏ, hương nhu, quả ngũ vị tử, đây được xem như là những thần dược rất quý nổi tiếng với công dụng giúp tăng cường sức đề kháng cho da, trẻ hóa làn da cực kỳ hiệu quả. Hyaluronic acid HA là thành phần được sử dụng hầu hết trong mỹ phẩm với công dụng dưỡng ẩm sâu cho da. Chiết xuất đạm glycoprotein trong băng nam cực giúp da duy trì và bảo vệ được độ ẩm cần thiết ngay kể cả trong thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ thấp. Kết cấu của sản phẩm dạng gel không quá đặc cũng không quá lỏng, màu trắng đục. Thiết kế sản phẩm có thiết kế lọ thủy tinh màu đỏ trong suốt cực kỳ nổi bật cùng vòi bơm chắc chắn, có thể bảo quản sản phẩm một cách dễ dàng. Review chi tiết sản phẩm có thành phần silicone và cồn nên những bạn nào da nhạy cảm với hai thành phần trên thì nên lưu ý khi sử dụng. Xét về công dụng, khi sử dụng sản phẩm, những vết thâm mụn hay những vùng da đang bị tổn thương đều được phục hồi lại cực kỳ nhanh chỉ sau gần 2 tuần sử dụng. Ngoài ra, đối với những làn da dầu, sản phẩm còn có khả năng kiềm dầu tốt. Bên cạnh đó, đây còn là vị cứu tinh cho những làn da phải chịu căng thẳng, áp lực sau một ngày dài mệt mỏi bởi khả năng thấm sâu vào da, giúp da như đang được thư giãn tại spa vậy. Với giá thành hơn 1 triệu, sản phẩm thực sự là một vũ khí làm đẹp đáng để đầu tư của các chị em. Giá tham khảo 1.350.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ tư đó chính là Serum Teana Blue Retinol. Teana là một hãng mỹ phẩm xuất xứ từ Nga cùng 5 năm kinh nghiệm với những sản phẩm có thành phần tự nhiên kết hợp với công nghệ tiên tiến. Hiện nay Teana đã có mặt và phân phối chính thức tại Việt Nam. Thành phần chính và công dụng: Blue Retinol, vi tảo xanh, đây là một loại retinol tự nhiên nên hoàn toàn có thể sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú và không gây bong chóc da. Hoạt chất này có tác dụng chính như chống lão hóa, làm đều màu da.
Glycolic acid có khả năng loại bỏ các tế bào đã bị sừng hóa, từ đó giúp da hấp thụ được nhiều dưỡng chất, tái tạo tế bào da giúp da sáng, đều màu và chắc khỏe hơn. Lactic acid và malic acid giúp nuôi dưỡng độ ẩm tự nhiên cho da. Sản phẩm có kết cấu dạng gel, hơi đặc và có màu trong suốt. Thiết kế sản phẩm khác với những dòng serum của các hãng khác, Teana đưa ra một thiết kế dạng lọ cùng vòi bơm bằng nhựa, không được bắt mắt cho lắm. Review chi tiết sản phẩm. Sản phẩm sẽ có thể gây nóng rát đối với những làn da nhạy cảm. Tuy nhiên, về chất lượng sản phẩm thì không phải bàn cãi nhiều. Sau 3 tuần sử dụng, dần dần da sẽ được đẩy mụn ẩn lên, từ đó khiến da căng bóng và mịn hơn. Bên cạnh đó, theo phản hồi từ những khách hàng trung niên, sản phẩm còn cải thiện được những vùng da nám, sạm. Ban đầu sử dụng có thể tạo ra những hiện tượng châm chích, nhưng khi duy trì sử dụng, sản phẩm hầu như không đem lại cảm giác khó chịu cũng như tác dụng phụ gì. Và với mức giá khá ổn áp này, chị em có thể tham khảo nhé. Giá tham khảo 240.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ 5 đó chính là Serum Cosmedica Pure Hyaluronic Acid Serum. Cosmedia có lẽ là một hãng sản phẩm còn khá mới lạ trên thị trường làm đẹp tại Việt Nam. Tuy nhiên, hãng đã tồn tại được hơn 20 năm và cực kỳ nổi tiếng tại Mỹ. Sản phẩm của hãng là những dòng mỹ phẩm hữu cơ cực kỳ an toàn với làn da. Thành phần chính và công dụng: Hyaluronic Acid, HA, đây là một hoạt chất không còn quá xa lạ gì trong làm đẹp bởi công dụng dưỡng ẩm cũng như hỗ trợ khả năng tăng sinh collagen một cách hiệu quả. Benzin alkohan là một loại cồn có nguồn gốc từ các loại trái cây giúp ngăn ngừa sự phát triển của các loài vi khuẩn. Distill ở từ nước cất còn được gọi là nước tinh khiết giúp giảm kích ứng cũng như các tác dụng phụ trên da. Sản phẩm có kết cấu dạng gel khá lỏng, dễ thấm vào da. Thiết kế sản phẩm giống với các dòng serum của thương hiệu khác, Cosmedica cũng sử dụng thiết kế lọ thủy tinh màu nâu đậm trong suốt. Đầu lấy sản phẩm là ống drop nên khá tiện và vệ sinh khi sử dụng sản phẩm. Review chi tiết sản phẩm, mùi hương sản phẩm khá dịu nhẹ và dễ chịu. Khi thoa, sản phẩm có độ thẩm thấu tốt, không để lại cảm giác nhờn rít hay khó chịu. Da sẽ được cấp ẩm tức thì nên da khá mềm mượt, phù hợp nhất đối với những làn da khô ráp, bong chóc hoặc bị tổn thương. Giá tham khảo 250.000 đồng loại 30ml. Đứng ở vị trí thứ 6 đó chính là Serum Lancôme Advanced Again Effective Tactivating Concentrate. Lancôme chắc hẳn đã quá quen thuộc đối với những người yêu thích làm đẹp. Đây là một thương hiệu nước hoa và mỹ phẩm cao cấp của Pháp thuộc sở hữu của tập đoàn L'Oréal. Xuất hiện trên thị trường từ năm 1935, Lancôme đã có chỗ đứng rất vững trên thị trường mỹ phẩm toàn cầu và thương hiệu này đã có mặt và xuất hiện tại Việt Nam được hơn 12 năm tại các trung tâm thương mại lớn. Thành phần chính và công dụng: Bifidofermalicate, đây là một loại lợi khuẩn lên men có khả năng làm giảm sự nhạy cảm của da, hỗ trợ những làn da bị tổn thương có thể tự chữa lành một cách dễ dàng. Công nghệ Advanced Again Effective, đây là một loại công nghệ độc quyền của nhà Lancôme được ứng dụng khoa học về nghiên cứu hệ vi sinh da giúp bổ sung độ đàn hồi cũng như cân bằng lại da. Adenosine là một dẫn xuất của nucleotide có khả năng phục hồi và làm dịu da, đồng thời còn rất có hiệu quả trong việc làm chậm quá trình lão hóa của da. Melicate giúp da thẩm thấu được các dưỡng chất khác, tăng cường sức đề kháng để da tránh được những dấu hiệu lão hóa, kích ứng. Keramide là một loại lipid có khả năng tạo ra lớp hàng rào bảo vệ lớp biểu bì của da, khóa ẩm cho da. Sản phẩm có kết cấu dạng gel hơi đặc nhưng vẫn có thể dễ dàng thấm vào da. Thiết kế sản phẩm, thiết kế của sản phẩm nhà Lancôme mang cho mình vẻ đẹp quyến rũ và huyền bí với tông màu ombre bạc đen cực kỳ thu hút và sang trọng. Bao bì sản phẩm có chất liệu thủy tinh cùng thiết kế vòi bấm khá là xịn sò, vì thế việc bảo quản sản phẩm cũng như mang đi xa đều trở nên dễ dàng hơn. Review chi tiết sản phẩm, mùi hương của sản phẩm này khá cổ điển, hơi có mùi lên men kết hợp với mùi thảo mộc, nếu ngửi kỹ thì có thể cảm nhận được mùi cồn nhẹ. Sau gần 2 tuần sử dụng, da đã được cải thiện rõ rệt, như lỗ chân lông được nhỏ lại, da cực thông thoáng và không bị bí bách. Làn da như được tái sinh lại một lần nữa khi sử dụng sản phẩm này bởi nó đem lại một làn da cực mướt, khỏe và rạng rỡ hơn. Sản phẩm này cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo nên dù giá thành có hơi cao một chút nhưng thực sự rất đáng để thử. Giá tham khảo: lọ 20ml 1.770.000 đồng, lọ 30ml 2.550.000 đồng, lọ 50ml 3.550.000 đồng, lọ 75ml 4.300.000 đồng, lọ 115ml 5.600.000 đồng. Và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là Serum Murad Rapid Expat Correcting Serum. Murad được biết tới là một hãng mỹ phẩm nổi tiếng đến từ Mỹ và được nhiều chuyên gia da liễu khuyên dùng. Thuộc dòng sản phẩm cao cấp, Murad cực kỳ đầu tư và chú trọng vào từng khâu nghiên cứu và sản xuất. Chính vì điều này, Murad đã chiếm được thiện cảm cũng như sự chuộng của phần lớn khách hàng. Thành phần chính và công dụng: Niacinamide là một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi tác động xấu, đồng thời duy trì độ ẩm cho da, giảm tàn nhang, làm da trắng sáng, đều màu. Hesin Resorcinol, đây là một hoạt chất ưu việt với khả năng làm trắng da, trị nám sạm da mà không gây ung thư, không làm tổn hại da. Plankton extract chiết xuất sinh vật phù du biển, đây là một nguồn tinh chất từ thiên nhiên giúp cung cấp và khóa ẩm cho da, đồng thời còn bảo vệ da khỏi sự xâm nhập từ môi trường. Sản phẩm khá khác so với những dòng serum khác bởi kết cấu của sản phẩm này là dạng kem hơi sệt, màu trắng sữa hơi bóng nhũ khá đẹp.
Thiết kế sản phẩm, Murad không quá chú trọng đến thiết kế sản phẩm mà chỉ tập trung vào bao bì tiện lợi, đơn giản nhưng lại khá tinh tế và chắc chắn với dạng chai thủy tinh, vòi bơm sản phẩm cùng nắp đậy. Review chi tiết sản phẩm, mùi hương của sản phẩm là mùi cam chanh khá dễ chịu, không bị nồng. Độ thẩm thấu của sản phẩm rất tốt, hơn nữa còn không mang lại cảm giác nặng mặt, bết dính hay châm chích. Đối với những vết thâm, nám mới hình thành thì serum sẽ mang lại hiệu quả trong hơn một tuần sử dụng. Ngoài ra, sản phẩm còn làm tăng độ đều màu của da, cung cấp độ ẩm tốt cho da. Giá tham khảo 2.600.000 đồng. Và vừa rồi là top 7 serum dưỡng da loại nào tốt nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn lựa chọn được cho mình một sản phẩm serum dưỡng da phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả của video này để các bạn tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo.